Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 148 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Ly ở rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi phát ra lời hiệu triệu, bề trên gào thét rồi bay thẳng đến chỗ Phan Lâm hơn 10 nguyên lão của thôn Dược Vương cũng cùng nhau xông lên. Chuyện đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể dựa vào vũ lực để giải quyết. Độc châm dày đặc như mưa phóng về phía Phan Lâm. Thế nhưng, Phan Lâm lại hoàn toàn không quan tâm để mặc cho những chiếc châm độc này đâm thẳng vào cơ thể mình. Phần lưng, hai tay trước ngực anh lập tức bị độc châm lấp đầy. Nhưng bị những độc châm này đâm trúng cũng không tạo thành chút thương tồn nào đến anh thậm chí ngay cả một xíu hạn chế cũng không có. Phan Lâm giống như là đi vào chỗ không người vậy, hai tay quét ngang, mỗi một cánh tay đều sẽ vượt qua lực lượng cuồng ngàn cân đánh vào đám nguyên lão kia. Một âm thanh trầm đục truyền ra, các nguyên lão ở trong phạm vi tay của Phan Lâm đều bị đánh bay ra ngoài, hoặc là gãy xương, hoặc là hôn mê ngay tại chỗ. Cho dù là ai thì đều không thể chịu được một cú đánh này. Võ y dựa vào y thuật để tăng cường thực lực, sau khi đám nguyên lão này dùng kim châm cứu để tăng cường thực lực của bản thân, so sánh với tốc độ của Lâm Thần Y, thật đúng là tranh lệch quá lớn. Phía sau Tiết Đàn Chi ngơ ngác nói, mấy người vây công Phan Lâm đúng là không chiếm được một xíu ưu thế nào. Ngược lại, trải qua một trận chém giết, lại có hai người bị Phan Lâm đánh trúng vào vị trí trái tim, dẫn đến mất mạng. Xa xa, toàn bộ người của thôn Dược Vương đều cảm thấy sợ hãi đại âm long độc bề trên gào thét một tiếng sóng trường đánh ra hướng về phía trước một luồng độc khí màu đen ngương tụ thành dáng vẻ của đầu độc long hùng hằng đánh về phía phản lầm phản lầm hừ lạnh một tiếng huyết quang trong mắt lóe lên đúng là không chút sợ hãi đón nhận một kích độc long bị anh va vào làm cho vỡ vụn chuyện gì thế này sắc mặt của bề trên thay đổi ông ta vội vàng muốn lùi lại Thế nhưng Phan Lâm đã xông đến, một tay trực tiếp bóp cổ của ông ta, dùng một tay giơ ông ta lên, đập mạnh xuống. Biến ngay! Thể chất của bề trên rất đặc thù. Tuy cổ của ông ta bị Phan Lâm bóp đến biến hình, nhưng hô hấp vẫn rất thông thuận. Hành động cũng không bị hạn chế gì cả. Chỉ là khi nắm đấm của ông ta đánh vào vị trí củi trò của Phan Lâm, thế mà cũng không cách nào làm cho nó rung chuyển. Nhìn thấy điều này trong lòng của bề trên rụp đổ mặc dù cơ thể của ông ta được chắp phá lại từ vô số các bộ phận ưu tú nhất mà hình thành có thể xưng là thân thể cấp bậc quái vật thế nhưng ở trước mặt thương ám huyền thể lại nhỏ bé và bất lực như vậy ông ta thua bề trên chưa từng nghĩ đến chính mình thế mà lại thua như thế tuy ông ta không cảm giác được đau đớn gì nhưng ông ta biết cổ của mình đã sắp bị gãy mất rồi cho dù thân thể có mạnh đến mấy cũng không thể sống được dưới tình huống không có đầu đừng giết tôi đừng mà đừng giết tôi bề trên vội vàng hét lên giọng nói rất yếu ớt yết hầu của ông ta bị bóp chặt bề trên bị bắt những người còn lại cơ bản là không dám đến gần không giết ông sao ông cảm thấy có khả năng này sao ông hại chết nhiều người bên cạnh tôi như vậy càng là người đã khiến cho vợ tôi không rõ sống chết tôi chỉ hận không thể băm bằm ông ông còn muốn tôi buông tha cho ông ư phan lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bề trên vẻ mặt vô cùng dữ tợn lời này vừa vang lên phản lâm trực tiếp đưa tay muốn đánh nát đầu của bề trên nhưng đúng vào lúc này bề trên đột nhiên hét lên lâm thần y tôi mà chết chưa chắc cậu đã tốt hơn đâu không biết hai tay của bề trên lấy từ đâu ra mấy độc châm màu xanh đâm mạnh vào trong người mình trong nháy mắt này, cơ thể của bề trên giống như là bành trướng lên. Một lượng bọt khí lớn từ trên người của ông ta dâng lên, khiến cho người nhìn cảm thấy da đầu tê dại, hại hùng khiếp vía. Đây là một kích lớn nhất, tuyệt vọng nhất. Sao? Ánh mắt của Phan Lâm căng thẳng, lập tức muốn rời đi. Cậu đi đâu đó? Hai tay của bề trên gắt gao giữ chặt lấy vai của Phan Lâm. Tiết đàn trì ở bên cạnh bị dọa đến mức hét lên. Đi nhanh! Phan Lâm giữ lấy cánh tay của Tiết Đan Chi, ném văng cô ta ra ngoài. Trong nháy mắt, khi Tiết Đan Chi bay ra ngoài, thân thể của bệ trên lập tức nổ tung. Là độc bạo. bệ trên dẫn nổ kịch độc trong người, chạy mau. Người xung quanh bị dọa đến hết hồn hết vía, chạy trốn như điên. Mà Phan Lâm thì lại một lần nữa bị kịch độc khủng khiếp này bao phủ. Lúc này vụ nổ lớn hơn mây độc rất nhiều, phạm vi cũng không lớn, cùng lắm là cự ly gần trăm mét. Nhưng cho dù là người hay vật bị sóng xung kích chạm tới, sẽ lập tức hòa tan. Cho dù là đất đai đều bị ăn mòn, cho dù là thứ gì thì đều không ngăn cản được. Mấy nguyện lão dựa vào tương đối gần lập tức bị hòa tan. Người xung quanh sợ tới mức gan mật đều vỡ, điên cuồng lùi về sau, nghiêng ngả, lảo đảo, chật vật không chịu nổi. Đợi vụ nổ chất độc tiêu tán, mọi người mới thấy trong khu vực nổ mạnh xuất hiện một cái hố to, sâu chừng hơn một mét trong hố đều là chất lỏng đen gì. Có lẽ những chất lỏng này rất độc, toàn bộ sinh vật trên đời này nếu chạm vào chất lỏng này một chút, có lẽ sẽ lập tức mất mạng. Đám nguyên lão ở bốn phía sợ hãi nhìn cái hố to. Chất lỏng trong hố là sau khi bề trên tự bạo, trong cơ thể ông ta sẽ bán ra độc tố ăn mòn vật thể và đất đai quanh mình. Có lẽ còn có thi thể của Lâm Thần Y ở bên trong nữa. Lâm Thần Y và bề trên đã chết sao? tô bảo mình run rẩy cẩn thận nhìn trong hố to. Hẳn là đã chết, bề trên dẫn phát kịch độc trong cơ thể. Chế tạo ra bạo độc, giản sinh uy lực, thậm chí còn khủng bố hơn mây độc. Lâm thần y kia ngăn cản được mây độc, chưa chắc sẽ cản được bạo độc. Người bên cạnh nói, có đạo lý. Cho dù bề trên chết, nhưng may mà lâm thần y cũng chết đi. Như vậy, thôn dược vương ta coi như là bình an vô sự chuyện này tính là trong cái rùi còn có cái mày tô bảo minh hít sâu một hơi lấy lại tinh thần từ trong cơn chấn kinh không có quá nhiều người của thôn dược vương cảm thấy khổ sở vì bề trên đã rời khỏi thế gian dù sao thì bề trên thống lĩnh thôn dược vương mấy năm bạc tình thiếu tình cảm không có mấy người chân chính để ý tới sinh tử của ông ta trái lại trong lòng của tô bảo minh và mấy nguyên lão cao hứng không ít bề trên chết đi quyền chủ đạo của thôn dược vương này có thể nằm trong tay của đám người tô bảo minh rồi bọn họ sẽ là chủ nhân mới của thôn dược vương lâm thần y đúng lúc này một tiếng kêu vang lên chỉ thấy một người tóc tai bù xù chui từ trong núi ra nhào tới bên cạnh hố nước kia gào khóc một chân của cô ta đã bị đứt không đi được đường chỉ có thể bò thôi sư muội đệ tử phía bên tôn khải phong vội vàng xông lên phía trước kéo lấy cô ta đây là hố nước độc, là độc tố trong cơ thể của bể trên ngưng hóa mà thành. Chạm vào sẽ phải chết đó. Từ muội không thể chạm vào được. Mọi người vô vàn khuyên nhủ, kéo cô ta cách xa cái hố nước độc. Buông, buông ra, tôi muốn tìm lâm thần y, tôi muốn tìm lâm thần y. Tiết đàn chỉ thể lường kêu to, không ngừng vùng vẫy. Cô ta không thể tiếp nhận được một màn này. Tuy cô ta quen phan lâm thời gian rất ngắn, nhưng trong lúc cô ta tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, Phan Lâm xuất hiện cứ vớt cô ta, cũng hoàn toàn nắm được trái tim của cô ta. Cô ta không tin, cô ta không tin Phan Lâm sẽ chết đi như thế. Nhưng hiện thực là như vậy. Ở phía xa, đám người thủ mệnh cũng ngơ ngẩn nhìn. Thế cục biến hóa như vậy, quả thực là khiến cho người ta không thể tin tưởng được. Sử tỷ bề trên đã chết, chỉ có thể an tâm rồi chứ. Đưa thi thể của cô chủ về thỉnh tội, có lẽ trường tộc và các vị nguyên lão sẽ không trách tội chúng ta. Lúc này một đệ tử mở miệng nói Tôi nói rồi Các cậu muốn về thì các cậu đi đi Đừng nên kéo chúng tôi Các người nhanh tránh ra Nếu không đừng có trách chúng tôi không khách sáo Thủ mệnh lấy lại tinh thần Giọng nói lạnh lùng vang lên Sư tỷ chị đừng ngu ngốc như vậy nữa Đám đệ tử khuyên nhủ Người vẫn luôn luôn ngu ngốc là các cậu Hùng Khải Uy gầm nhẹ Khải Uy sư đệ Đừng nói nhiều lời vô nghĩa với bọn họ làm gì Lâm thần y đã mất cùng với về trên rồi người trong thôn đã không thể kiềm chế. Chúng ta nhất định nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa. Thủ mạnh quát khẽ. Hùng Khải Uy gật mạnh đầu, lập tức phóng nhanh về phía trước, muốn phá khỏi vòng vây. Dừng lại, đừng chạy. Mọi người lập tức ngăn cản Hùng Khải Uy. Tuy khổ người của Hùng Khải Uy to, nhưng anh ta bị thương quá nặng. Căn bản là không ngăn cản được nhiều người như thế. Rất nhanh đã bị mấy đệ tử ấn xuống đất. Vô liềm sỉ. Thủ Mạnh nghiến răng buông thi thể của Tô Vũ Nhi ra, xông lên giúp đỡ. Hai bên đánh nhau loạn lên. Tiếng đánh nhau hấp dẫn đám Tô Bảo Minh. Trưởng thôn là những tên phản đồ kia. Bắt bọn chúng lại đây. Dạ. Mấy cao thủ tiến lên thuần thục bắt lấy đám thủ mệnh. Dù sao thì bọn họ cũng ít người. Cộng thêm đã bị thương. Căn bản là không thể phản kháng lại. Quỷ xuống. Cao thủ quát ép thủ mệnh và hùng khải uy quỷ sát trên đất. Trưởng thôn lúc trước chúng tôi bị thủ mệnh hùng khải uy mê hoặc mới phạm vài sai lầm lớn cho nên bắt tù mệnh và hùng khải uy cùng với thi thể của cô chủ đặc biệt tới thỉnh tội mong trưởng thôn lại cho chúng tôi một cơ hội nữa những đệ tử này quỳ trên mặt đất dập đầu nói với Tô bảo minh thái độ thành khẩn các người lạc đường biết quay đầu lại biết sai có thể thay đổi rất tốt tô bảo minh nở nụ cười đầy thâm ý cảm ơn trưởng thôn mấy người mừng rỡ nhưng Tô Bảo Minh lại nói tiếp. Nhưng mà các cậu phản bội thôn không thể tha thứ. Có lần một, sẽ có lần thứ hai. Lần thứ ba, cho dù là các cậu tỉnh ngộ, cũng không thể tha thứ. Người đâu? Tách đám người này ra, làm thuốc dẫn. Dạ. Mấy cường già ở bên cạnh cùng tiến lên, trực tiếp kéo mấy người này xuống. Trường thôn, đừng mà! Chúng tôi, chúng tôi không muốn chết. Tha cho chúng tôi đi. Các đệ tử vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng không có tác dụng gì cả. Bọn họ tuyệt vọng nhìn thủ mệnh, đã hối hận tới mức ruột xanh lại rồi. Rất nhanh, những cao thủ này thuần thục tới, tách rời giết mấy người đệ tử phản loạn. Gương mặt của thủ mệnh và hùng khải uy trắng bệnh. Kế tiếp là hai người chủ mưu các cô rồi. Tô Bảo Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người thủ mệnh và hùng khải uy. Tô Bảo Minh muốn chém muốn giết, muốn róc thịt, ông ra tay đi. Thủ Mạnh hít sâu một hơi, nghiến răng nói. Cô khiến cho thuốc dẫn của chúng tôi chạy mất. Để làm trừng phạt, các người thành thuốc dẫn đi. Tùy điện lễ tế thuốc bị hủy, nhưng tôi sẽ bổ sung điện lễ này. Đợi tổ chức điện lễ tế thuốc. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ kế thừa toàn bộ của bề trên, trở thành bề trên mới của thôn Dược Vương. Mọi người cần phụ tá tôi. Tô Bảo Bình kêu lớn. Dạ, bề trên, bái kiến bề trên, bái kiến bề trên. Đám nguyên lão trong thôn nhao nhao quỳ xuống đất kêu lên, không ai phản đối Tô Bảo Minh. Dù sao thì ở trong thôn, thực lực của Tô Bảo Minh giỏi hơn những người này. Tô Bảo Minh cười ha ha, rất hài lòng, bàn tay vung lên, dẫn hai bọn họ đi, tách rời ra. Nghe đây, lúc tách bọn họ, chú ý một chút, hai người này là đệ tử nổi bật trong thôn của chúng ta. Thiền phú vi phạm, nhớ rõ, thêm nhiều thuốc, thiên tài thì phải dùng nhiều thuốc hơn. Như vậy, Thuốc dẫn mới là thuốc dẫn tốt nhất. Tuân mệnh bề trên. Mấy cao thủ đi tới. không Khải Uy vẫn nộ gầm thét. Còn muốn vùng vẫy nhưng không làm nên chuyện gì. Còn thù mệnh chỉ im lặng. Không phản kháng nữa. Tuyệt vọng tràn ngập trong mắt của cô ta. Nhưng mà đúng lúc này. Tiếng động kỳ lạ lập tức truyền từ trong hố nước độc phía sau mọi người truyền ra. Mọi người cùng chấn động, vội vàng nhìn về phía hố độc. Sao lại như thế này? mọi người kinh hãi kêu lên hình như bên trong hố độc này có thứ gì đó có đệ tử kêu lên có thứ gì chứ tô bảo minh ngẩn ra trợn to mắt nhìn chằm chằm đầm nước chỉ thấy trong đầm nước có một bóng đen chậm rãi đứng dậy đó là một người anh trực tiếp đứng dậy đầm nước bắn tung té một người đi từ trong ra vậy mà người này là phan lâm cái gì mọi người cùng nhau kinh hãi mà hét lên Ô bảo mình lại càng là người sợ hãi mà quát to lên một tiếng rồi đặt mông ngồi xuống đất, đôi mắt tròn to, bộ dạng vô cùng kỳ lạ. Chỉ thấy Phan Lâm thở hồn hển kịch liệt, toàn thân ướt sũng, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm mọi người ở đây. Lâm Thần Y, anh không sao chứ? Thật sự quá tốt rồi. Tiết Đàn Trì muốn sống muốn chết ở bên kia thấy thế, mừng rỡ như điên. Lâm Thần Y, thủ mệnh cũng sừng sốt phản lầm giống như lúc này mới chú ý tới thủ mệnh và hùng khải uy những mày hỏi không phải là các cô đi rồi sao vì sao lại còn ở đây chuyện này thủ mệnh không biết nên trả lời như thế nào trái lại hùng khải uy vội vàng la lên lâm thần y mong anh cứu chúng tôi với chúng tôi bị đám dư đệ phản bội bị giam giữ trở về bọn họ muốn dùng chúng tôi làm thuốc dẫn còn định phân tách thi thể của cô tô vũ nhi mong cứu chúng tôi với vậy sao Phan Lâm hung dữ, nhìn thi thể của Tô Vũ Nhi, gương mặt trắng như tờ giấy nằm trên đất, vẫn nộ ở trong lòng dâng lên lần nữa. Ông tới đây. Anh liếc mắt, nhìn Tô Bảo Minh bình tĩnh nói. Không, đừng mà, Lâm Thần Y, đừng mà. Tô Bảo Minh nơm nớp lo sợ kêu lên, căn bản là không dám tiến lên một bước. Những người còn lại cũng vô cùng sợ hãi. Dù sao thì người này, ngay cả bề trên cũng không thể giết nổi. Ngay cả bề trên bạo độc và mây độc cũng không thể làm gì được anh. Vậy thì đám người của thôn Dược Vương còn lại dựa vào cái gì mà có thể đấu lại anh đây? Đã có người cảm nhận được không thích hợp, quay đầu muốn chạy. Đi sao? Phan Lâm hử lạnh, vươn người nhảy lên, giống như một u hồn, chỉ trong nháy mắt, đã tới bên cạnh người kia, trực tiếp đánh một cái lên đầu của người kia độc lực màu đen bay từ trong lòng bàn tay ra người nọ chưa kịp kêu lên thảm thiết thì cả người đã hóa thành một vũng máu nhìn thấy vậy tất cả mọi người đều bị chấn nhiếp rồi lâm thần y tha mạng tha mạng mọi người nhao nhao quỳ trên mặt đất dập đầu với phan lâm tốc độ như quỷ mị và thủ đoạn vô cùng đáng sợ như thế người ở nơi này đâu dám phản kháng chứ nhưng mà phan lâm đã hoàn toàn thống hận và chán ghét người của thôn dược vương bây giờ kêu tha mạng có phải là quá muộn rồi không phan lâm khàn giọng nói giọng nói như giọng của ma quỷ khiến cho mọi người lập tức run rẩy chỉ thấy anh lại nhảy lên vài bước rơi xuống trước mặt của tô bảo minh lâm thần y cậu cậu muốn làm cái gì tô bảo minh sợ tới mức liên tục bỏ về phía sau chuyện này còn cần phải nói sao đương nhiên là giết người phan lâm lạnh nhạt nói bay thẳng tới chỗ của tô bảo minh chộp lấy Tôi, tôi phải giết cậu. Tô Bảo Minh lạnh lùng kêu lên, thấy không trốn thoát, cho nên trực tiếp cầm lấy châm đâm về phía Phan Lâm. Châm độc chui vào trong cơ thể, nhưng không có tác dụng gì cả. Ngay cả bề trên bạo độc cũng không làm gì được Phan Lâm. Chút độc ấy của ông ta, Phan Lâm căn bản là coi như không có. Tô Bảo Minh nơm nớp lo sợ, nhìn đầu óc đã trống rỗng. Ông ta hoàn toàn không biết nên làm thế nào để giết chết Phan Lâm, làm thế nào để cứu được mình. Xem ra, giết chết ông như vậy thì tiện nghi cho ông quá. Phan Lâm lạnh nhạt nhìn Tô Bảo Minh nói. Cậu, cậu không thể giết tôi, nếu không, nếu không... Tô Bảo Minh còn muốn uy hiếp Phan Lâm, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Lúc này... Tô Bảo Minh hét lên thảm thiết, một cánh tay của ông ta đã bị Phan Lâm kéo mạnh xuống. Đau đớn kịch liệt khiến cho ông ta sắp ngất đi. Nhưng ông ta còn chưa kịp kêu lên vài tiếng, cánh tay khác cũng đột nhiên bị kéo xuống. Ông đã thích tách rời cơ thể người ta dùng làm thuốc dẫn như thế, vậy hôm nay tôi sẽ tách rời ông ra." Phan Lâm Lạnh lùng nói, tay kéo từng bộ phận trên cơ thể của Tô Bảo Minh ra, thủ pháp thành thạo giống như một người đầu bếp. Mọi người run rẩy nhìn, toàn bộ đều run lên trợn tròn mắt. Trước sau chỉ có 5 phút, Tô Bảo Minh đã bị tách ra thành vô số linh kiện thủ pháp chuyên nghiệp này khiến cho gian đậu của người xem run lên. Được rồi, Tô Bảo Minh đã chết. Kế tiếp, nên đến bước tiếp theo rồi. Phan Lâm hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Bước tiếp theo sao? Là gì chứ? Thủ mệnh thất thần hỏi. Diệt thôn! Phan Lâm lạnh lùng nói. Diệt thôn sao? Đầu của thủ mệnh hùng khải uy gần như là bùng nổ, trống rỗng. Những người xung quanh đều cảm thấy choáng váng. Đây là muốn làm gì đây? đuổi tận giết tuyệt sao? Lâm thần y này là ma quỷ sao? Mọi người run rẩy gương mặt trắng bạch, cho rằng mình nghe lầm rồi. Lâm thần y, cậu... cậu nói cái gì? Diệt thôn sao? Chuyện này... chuyện này sao có thể làm chuyện này được chứ? Lâm thần y, chúng tôi vô tội mà. Người của thôn dược vương chúng tôi chỉ nghe lệnh bề trên và trưởng môn. Mọi chuyện mà chúng tôi làm đều là do bọn họ sai bảo. Thật sự không liên quan tới chúng tôi mà. Lâm thần y... Cậu xin cậu, tha cho chúng tôi một mạng đi." Rất nhiều người quỳ trên mặt đất khóc lóc, dập đầu nói, "Tha cho các người một mạng sao? Lúc trước khi thôn Dược Vương các người dùng người sống chế thuốc, giết hại người vô tội, giết những người đối nghịch với các người bằng thuốc độc, sao các người không tha cho bọn họ một mạng đi?" Phan Lâm hùng dữ nói, cừu hận trong lòng anh cho dù là người nào thì cũng không thể dập tắt. Lần này anh tình nguyện trở thành một kẻ ác, cũng không muốn tha cho bọn họ. Giọng nói vừa vang lên, liền không do dự nâng cánh tay. Lúc này lực lượng của anh lớn kinh người. Một cánh tay đánh xuống cho dù là ai, cơ thể đều bị nghiền nát như trứng chim. Nhìn Phan Lâm ra tay tàn nhẫn, người của thôn Dược Vương hoàn toàn tức giận rồi. Lâm thần y, cậu đừng có mà khinh người quá đáng. Thực sự nghĩ rằng chúng tôi dễ bắt nạt có phải không? Mọi người cùng nhau xông lên, giết! Người của thôn Dược Vương vẫn nổ phán kích gầm thét xông về phía Phan Lâm. Nhưng sao bọn họ có thể là đối thủ của Phan Lâm được cơ chứ? Vừa giao đấu liền thành đơn phương bị giết. Lượng lớn người của thôn Dược Vương chết đi, gần như không có người nào có thể chống đỡ nổi từng chiêu thức của Phan Lâm. Thậm chí ngay cả Nguyên Lão cũng bị giết bằng một quyền. Cứu mạng! Đừng mà! Người của thôn Dược Vương còn thừa lại, đâu dám đấu với Phan Lâm. Cả đám giống như là phát điên chạy khắp nơi, giống như ruồi bọ không đầu hoảng hốt chạy bừa. Phan Lâm một đường đuổi giết, thủ đoạn rất vô tình. Lâm Thần Y, cậu xin anh tha cho sư huynh sư tỷ và sư phụ tôi đi. Lúc này khi Phan Lâm muốn ra tay giết chết mấy người của thôn Dược Vương, bỗng nhiên bên cạnh chuyển tới tiếng khóc. Anh nghiêng đầu nhìn, tiết đàn chi cả người bẩn thỉu chật vật không chịu nổi, quỳ dạp trên mặt đất, dập đầu khóc lóc với Phan Lâm. Tiết đàn chi sao? tuy văn lâm đang tràn ngập sát ý nhưng lý trí thì vẫn còn đây lâm thần y cậu xin anh tha cho đám sư phụ tôi một con đường sống cậu xin anh tiết đàn chi rời lệ đau khổ nói tiết đàn chi đám sư phụ cô cũng không phải là người tốt lành gì tôi vốn muốn giết nhưng nếu như cô cầu xin thay cho bọn họ vậy tôi sẽ cho bọn họ một con đường sống cô lập tức bảo bọn họ cút đi Phan lâm trầm giọng nói cảm ơn lâm thần y cảm ơn Tiết đàn trì lau nước mắt trên mặt, nhìn đám vương sư tỷ bị dọa ngốc ở phía sau. Sư tỷ, sư phụ, mọi người đi nhanh đi, Lâm Thần Y không giết mọi người rồi. Được được, cảm ơn Lâm Thần Y, cảm ơn Lâm Thần Y đã không giết. Đám người Tôn Khải Phong cảm động chảy nước mắt, nhào nhào quỳ trên đất dập đầu rồi chật vật rời đi. Tiết đàn trì rất muốn đi, nhưng cô ta đã bị gãy một chân, đi cũng không tiện, vốn muốn gọi hai sư tỷ sư muội tới giúp cô ta, nhưng đợi cô ta xoay người lại, mới phát hiện đám phương sử tỷ đã chạy không còn bóng dáng. Có còn ai quan tâm tới sống chết của cô ta? Thấy chưa? Có một số người không hề để ý đến cô đối xử với bọn họ tốt cỡ nào. Bọn họ chỉ để ý đến mình mà thôi. Không đáng để cô đồng tình với bọn họ. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Tiết Đan Trì cười chua xót. Nhưng mà có lúc anh biết rõ bọn họ sẽ làm như vậy với anh. Nhưng anh vẫn sẽ làm như thế, không phải sao? Mục đích của anh không phải là muốn khiến cho bọn họ thất vọng, mà là không muốn khiến cho lương tâm của mình thất vọng. Phần lầm im lặng, sao anh không phải chứ? Anh liếc nhìn Tiết Đan Chi một cái, sau đó anh rời đi, truy giết đám người khác. Trước sau chưa tới nửa tiếng, người của thôn Dượng Vương chết đã chết, trốn đã trốn. Bên ngoài thôn, máu chảy thành sông, thi thể tràn đầy khắp nơi. Thù mệnh, Hùng Khải Uy, Tiết đàn trí ngơ ngẩn mà nhìn, bọn họ người nào cũng không ngờ tới. Vào ngày diễn ra điển lễ tế thuốc, chính là ngày mà thôn dược vương diệt vong. Đợi Phan Lâm trở về, toàn thân anh đầy là máu, giống như là người đàn ông mới đi ra từ địa ngục trở về vậy. Cho dù biết Phan Lâm sẽ không giết mình, nhưng đám thủ mệnh vẫn vô cùng sợ hãi. Lâm thần y, anh không sao đấy chứ? Phan Lâm ngồi trên một tảng đá không ngừng thở hồn hển. Thủ mệnh cẩn thận hỏi, không có việc gì, Phan Lâm thở gấp nói, nhưng mà vừa nói xong, người lại nằm trên mặt đất, khó có thể nhúc nhích. Lâm thần y, ba người ngạc nhiên, thủ mệnh vội vàng muốn tiến lên. Đừng động vào tôi, Phan Lâm vội vàng nói. Toàn thân thủ mệnh run lên, tay vừa định chạm vào Phan Lâm, không khỏi run lên, lại rụt trở về. Lâm thần y, anh làm sao vậy? Thủ mệnh cẩn thận hỏi. Bây giờ tôi đã trở thành một độc nhân, toàn thân đều là kịch độc. Nếu như mọi người tiếp xúc với tôi, sẽ lập tức nhiễm độc, đi đợi nhà ma đó phan lâm chậm giọng nói gương mặt của mấy người tái mét vậy lâm thần y bây giờ nên làm gì bây giờ anh cần phải chữa trị tiết đàn chi lo lắng nói tôi cần mọi người giúp đỡ phan lâm suy yếu nói lâm thần y anh muốn chúng tôi làm gì anh nói đi thủ mệnh vội hỏi phan lâm cứu tính mạng của cô ta dưới cái nhìn của thủ mệnh cho dù mình vì phan lâm mà chết cũng là chuyện theo lý thường tôi muốn mấy người cách không châm cứu cho tôi Phan Lâm hơi thở dốc nói Cách không châm cứu sao Hai người đưa mắt nhìn nhau Lâm thần y Cách không châm cứu không tính là khó đối với chúng tôi Nhưng lúc này thể chất của anh đặc biệt Mà chúng tôi lại bị thương Tôi sợ chúng tôi châm cứu Sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn Thủ mệnh trần trừ một lát cẩn thận nói Không sao Tôi sẽ dạy các cô châm cứu thế nào Phan Lâm khàn giọng nói Các người cầm lấy túi châm Đi dính độc trong khố nước độc Sau đó lấy khí ngự châm dựa theo lời tôi nói đầm chầm xuống có thể bình an vô sự lấy kim trầm tẩm độc trong hố nước độc sao mấy người lập tức hiểu rõ ý của phan lâm anh vốn định lấy độc trị độc thủ mệnh nuốt nước bọt gật đầu mang kim châm cứu tới dựa theo lời phan lâm nói mà làm đại khái một tiếng sau phan lâm nhổ ra một ngụm khí độc nằm trên đất ngủ say trên người anh cắm đầy kim châm cứu đầu của thủ mệnh đã đầy mồ hôi khải uy sư đệ Sư muội tiết đan chi Tôi cũng xử lý vết thương giúp hai người đi Thủ mệnh nói Không cần đâu đại sư tỷ Chị cũng đủ mệt mỏi rồi Chị vẫn nên xử lý vết thương của mình thì hơn Chúng tôi không sao đâu Khải uy lắc đầu nói Đúng vậy đại sư tỷ Vết thương của chị không nhẹ hơn bọn em đâu Tiết Đan chi nói Không sao Thủ mệnh mỉm cười Cầm châm tiến lên châm cứu bồi thuốc cho bọn họ Rất nhanh vết thương của mọi người đã được kiểm soát Phản lầm ngủ say một lúc lâu cũng tỉnh lại. Anh nhổ kim châm cứu trên người ra, ném xuống mặt đất. Nhìn từng cây kim châm cứu đen xỉ, anh thở dài một hơi. Cuối cùng, cũng kết thúc. Tuy mọi chuyện đã kết thúc, nhưng phiền phức của Phan Lâm vẫn chưa biến mất từ đây. Hiện giờ anh đã là độc nhân, toàn thân tràn ngập kịch độc. Không thể tiếp xúc với người khác. Nếu không, cho dù là một cọng tóc, cũng sẽ khiến cho người ta thân chúng kịch độc, mất mạng ngay lập tức. Phan Lâm có thể ngăn chặn độc trong cơ thể mình một thời gian, nhưng muốn loại bỏ hoàn toàn, anh vẫn chưa làm được. Thực ra nếu đổi lại là bình thường, Phan Lâm còn có thể chịu được. Nhưng lúc này, Lý Ái Vân, Tô Vũ Nhi còn đợi Phan Lâm tới cứu. Phan Lâm biến thành độc nhân, không thể đụng chạm vào bọn họ, còn cứu bọn họ kiểu gì đây? Tình hình của Lý Ái Vân và Tô Vũ Nhi không thể kéo dài lâu, nhất định phải nhanh chóng chữa trị. Trong lòng Phan Lâm vô cùng sốt ruột, suy nghĩ đối sách. Đúng lúc này, tầm mắt của anh đột nhiên bị một vật thể cách đó không xa hấp dẫn. Người không khỏi ngần ra, vội vàng chạy tới. Vật thể này là tấm bia đá của tổ tiên thôn Dược Vương, lúc trước đã được bề trên và trường thôn nhắc tới. Phan Lâm đứng trước bia đá, nhìn vô cùng cẩn thận, đám thủ mệnh đi tới. Lâm thần y, lúc trước anh dùng phi hoa thần châm đối phó nhị trường lão, thực ra là lĩnh ngộ từ trên tấm bia đá tổ tiên này sao? Thủ mệnh cẩn thận hỏi. Thật không dám giấu giếm, ngay từ đầu tôi đã không xem tấm bia đá tổ tiên. Phan Lâm lắc đầu nói, chưa từng xem sao? Thủ mệnh ngẩn ra, toàn bộ những chuyện về tấm bia đá tổ tiên lúc trước, tôi chỉ nghe lời đồn mà thôi. Vốn định đến xem, nhưng thật sự là không có nhiều thời gian. Phan Lâm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm bia đá kia, không chớp mắt. Bà người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi. Nếu không phải xem tấm bia đá của tổ tiên, vậy chẳng phải nói... Phan Lâm đã sớm lĩnh hội những y thuật thần kỳ này rồi sao? Trình độ y thuật của anh rốt cuộc đạt tới mức độ nào vậy? Một ngày sau, Phan Lâm mang theo kim châm cứu đi tới chỗ hố nước độc bể trên tự bạo, im lặng châm cứu điều dưỡng. Ba người tìm một ngôi nhà còn chưa bị hủy hoại chữa thương. Lại qua một ngày nữa, Phan Lâm đi vòng trở về. Thủ mệnh đang rắc thuốc thấy Phan Lâm đi tới, vốn là ngẩn ra, sau đó kinh hãi kêu lên. Lâm thần y, Sao anh, anh sao lại biến thành như vậy rồi? Nửa người trên của Phan Lâm trần trụi, quần dưới người anh cũng bị rách te tua. Vẻ ngoài của anh thay đổi rất lớn, vốn là mái tóc dài, tuyết trắng, biến thành màu đen lần nữa. Sau đó, màu mắt cũng khôi phục bình thường, da thịt cũng từ trắng xanh, chuyển thành màu lúa mạch. Mà càng khiến cho trái tim của thủ mệnh đập loạn chính là diện mạo của Lâm Thần Y càng lúc càng tuấn tú. Tu nếu như nói lúc trước dung mạo anh tuấn nhìn như thiên thần vậy thì anh hiện giờ trong dung mạo tuấn tú như thiên thần còn có chút yêu dị lực sát thương của yêu dị này quá lớn lúc trước thủ mệnh còn không có cảm giác gì với lâm thần y nhưng lúc này vừa nhìn lại cảm thấy toàn thân không khỏi khô nóng đôi mắt cũng nhìn chằm chằm văn lâm không rời đi được nữa làm sao vậy phần lâm giống như là cũng chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của thù mệnh không khỏi hỏi lên tiếng thù mệnh ngẩn ra sau đó mới lấy lại tinh thần gượng cười nói không có gì chỉ cảm thấy lâm thần y thay đổi hơi lớn vậy sao lâm thần y động trên người anh bây giờ thế nào rồi bị tôi ngăn chặn rồi tạm thời sẽ không bộc phát bây giờ tôi không khác người thường lắm vậy thì tốt rồi xem ra lâm thần y có thu hoạch không nhỏ từ trên tấm bia đá kia Trí tuệ của tổ tiên thực sự vi phạm, thật đáng kinh ngạc. Nhưng mà dù sao thì cũng là người mấy ngàn năm trước. Phía trên có rất nhiều lý luận thực ra rất khó giải. Nhưng đặt ở hiện tại thì tuyệt đối khác biệt. Tôi kết hợp với một số nội dung quan trọng của y học hiện đại, thử lĩnh ngộ, có thu hoạch lớn. Phan Lâm nói, thật đúng là Lâm Thần Y, quả nhiên lợi hại, Thù mệnh thờ dài một hơi, cười nói. Như vậy, Lâm Thần Y, kế tiếp anh định làm gì đây? Tôi cần phải trở về, mạnh mạch của vũ nhi rất mỏng tôi cần phải nhanh chóng chữa trị cho cô ấy nhưng mà đầu của cô ấy bị thương rất nghiêm trọng muốn chữa trị chỉ, chỉ sợ không đơn giản như thế phan lâm trong mắt lóe lên đau khổ bỗng nhiên anh phát hiện mình không có năng lực như vậy lý hai phần không bảo vệ được tô vũ nhi cũng không bảo vệ được những người bên cạnh anh người thì chết người thì bị thương đây đều là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vô lực như thế cho dù diệt được thôn dược vương anh vẫn cảm thấy mình vô dụng như vậy. Lâm Thần Y, anh trăm ngàn lần đừng nản chí thực ra anh đã làm rất tốt, nhưng mà trên đời này không có nhiều chuyện thập toàn thập mỹ như thế. Lúc này Tiết Đan Chi đi ra, chân bị gãy của cô ta đã dùng băng vải để băng bó lại, dùng một cái cây gậy làm cái nạng. Chân này của cô, tôi có thể chữa trị, cô theo tôi về học viện phái Nam Y đi. Phần lầm liếc mắt nhìn Tiết Đan Chi nói. Tiết đàn trì ngờ ngẩn nhìn Phan Lâm, sau đó lắc đầu, cười chua xót. Lâm thần y, tôi định trở về nhà. Về nhà sao? Lúc tôi còn rất nhỏ, được người trong nhà đưa tới thôn Dược Vương học tập. Đã hơn 10 năm, không có trở về. Cái chân này có thể chữa trị được hay không, đã không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi... chỉ muốn về nhà thôi. Được rồi, nếu như cô muốn chân của mình khôi phục lại, có thể tới học viện phái Nam Y tìm tôi bất cứ lúc nào cảm ơn Hai người thì sao Tôi đi theo sư tỷ Hùng Khải Uy nói Tôi đến học viện phái Nam Y Bỗng nhiên thủ mệnh nói Ánh mắt cô ta càng kiên định hơn Được Phan Lâm nhìn thôn dược vương vô cùng bừa bãi Mở miệng nói Tuy nơi này trải qua một trận đại chiến Nhưng tôi nghĩ thôn dược vương vẫn còn rất nhiều tư liệu chưa bị hủy Thủ mệnh Hùng Khải Uy Hai người ở lại đây chỉnh lý lại sách y học của thôn Dược Vương, đợi xử lý xong chuyện ở nơi này, tới học viện phái Nam y tìm tôi. Dạ, Lâm Thần y." Hai người gật đầu, Phan Lâm thở ra một hơi, xoay người rời khỏi thôn trang bị tàn phá này, cần phải trở về thôi. Tới thôn Dược Vương một chuyến khiến cho Phan Lâm đạt được không ít lợi ích, anh không chỉ mở mang kiến thức về các loại độc kỳ lạ, cũng mở mang kiến thức về sự xấu xí và hắc ám của lòng người. Người học y không phải nhất định muốn phổ độ chúng sinh, lòng mang thiên hạ có người muốn nuôi gia đình nhưng cũng có người dùng thứ này để kiếm trác món lợi cách dù xem mạng người như cò rác thế gian này căn bản không có trí thiện hoặc trí ác lòng người khó đo lường nhất rời khỏi thôn dược vương phan lâm đi tới thôn trấn bên ngoài núi tìm một khách sạn trước ở đó tắm rửa một cái thay quần áo rồi trở về giang thành tổ vụ nhi cũng được anh đưa đi theo nhưng không đi máy bay mà dùng xe cứu thương để đưa về tổ vụ nhi đã rơi vào trạng thái chết giả Thực ra đây vẫn chỉ là cách nói của Phan Lâm, đổi lại là người khác, tình hình của Tô Vũ Nhi e rằng đã sớm được đưa tới nhà tang lễ rồi. Phan Lâm ngồi trên xe, nhìn gương mặt không có một chút huyết sắc của Tô Vũ Nhi, không khỏi thở dài. Thôn Dược Vương bị diệt, tin tức này sẽ nhanh chóng truyền ra, những lực lượng được Thôn Dược Vương sử dụng để đối phó với Dương Quang cũng sẽ dừng lại. Dương Quang chắc chắn sẽ bình an vô sự phan lâm không quan tâm những chuyện này dẫn theo tô vũ nhi trở về học viện phái nam y đẩy mạnh cửa ra đưa tô vũ nhi đến phòng an dưỡng tốt nhất bắt đầu dùng các loại thuốc có giá trên trời để tiếp tục trị bệnh cho cô ta này các người là ai vậy ai cho các người vào đây lúc này ngoài cửa vang lên tiếng khóc lóc đi ra xem có chuyện gì phan lâm quát khẽ với người bên cạnh người này là người đón anh ở thị trấn phan lâm trở về còn chưa có gọi điện thoại cho hàn long dạ Cậu Lâm, người nọ gật đầu chạy ra ngoài. Một lát sau, người này vòng về. Cậu Lâm, người bên ngoài nói, nơi này là của cậu ta. Cậu ta bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không thì sẽ đuổi chúng ta ra ngoài đó. Cái gì? Phản Lâm sửng sốt. Bọn họ là người của học viện Phái Nam Y sao? Nhìn không giống lắm. Phản Lâm suy nghĩ một lát, nghiêng đầu nói. Ông tránh dạ? Dạ, người nọ đi ra ngoài phan lâm che giấu gương mặt của mình khôi phục thành bộ dạng lúc trước đi ra ngoài anh vẫn chưa muốn công bố gương mặt thật của lâm thần y anh muốn biết trước mắt có bao nhiêu kẻ địch nhằm vào dương quang nếu để cho những kẻ địch này biết lâm thần y còn chưa có chết bọn họ chắc chắn sẽ rụt tay lại phan lâm cũng không thể điều tra cho ra có bao nhiêu kẻ uy hiếp đợi khi ra khỏi phòng bên ngoài đã vô cùng ầm ĩ mẹ kiếp ai cho các người vào đây có biết nơi này là nơi nào không nhanh cút đi nếu không thì ông đây báo cảnh sát bắt các người đó. Một người đàn ông đầu chọc ở bên ngoài lớn tiếng nói, thái độ vô cùng hung ác. Người nọ có chút không chống đỡ được. Phan Lâm đi lên trước, đang định nói gì đó. Nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông đầu chọc, anh kêu lên. Lý Cường! Sao? Phan Lâm sao? Lý Cường sừng sốt, thấy rõ là Phan Lâm, anh ta cũng bất ngờ. Phan Lâm không ngờ tới, lại gặp được con trai của bác hai ở đây, Lúc này Lý Cường đã không còn yếu đuối như thư sinh lúc trước nữa. Trái lại, toàn thân tràn ngập vô lại. Phan Lâm biết, anh ta ngồi tù một thời gian, sợ dĩ đi vào tù cũng là vì Phan Lâm. Sao cái tên phế vật cậu lại tới đây hả? Lý Cường vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên cười ra tiếng. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lý Cường, nơi này là của Dương Quang, trở thành của anh từ khi nào thế? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Còn Dương Quang sao? Dương Quang đều đã xong rồi cậu mới từ trong núi về sao? sao không biết một chút tin tức gì bên ngoài thế lý cường liên tục cười nhờ cái gì phan lầm sừng sốt về mặt mờ mịt họ phan kia sợ dĩ cậu hung hãn như thế không phải là vì vợ của cậu được lâm thần y nhìn chúng sau đó mượn danh của lâm thần y cáo mượn oai hùm trước mặt chúng tôi sao bây giờ vợ cậu hôn mê bất tỉnh chỉ còn lại nửa cái mạng lâm thần y cũng đã chết dương quang cũng xong rồi tôi xem cậu còn có chỗ dựa nào vững chắc nữa lý cường híp mắt nhìn chằm chằm anh trước đây vì chuyện phương thuốc cậu đưa tôi vào tù hôm nay ông trời có mắt khiến tôi gặp được cậu ở đây Hả? vậy thì đừng có trách tôi không giảm tình cảm và thể diện hôm nay tôi phải xả hết cục tức này sau khi nói xong lý cường vươn tay ra mấy anh em lên phế cậu ta cho tôi dạ Mấy người đàn ông vạm vỡ ở phía sau Lý Cường tiến lên muốn lập tức ra tay. Lý Cường, tôi khuyên anh đừng có bà làm bừa. Phan Lâm hử lạnh. Đừng nói lời vô nghĩa với tôi. Cậu tự tiện xông vào địa bàn của chúng tôi là tự tiện xâm nhập vào nhà riêng, xâm phạm khu vực riêng. Tôi làm bậy với cậu thì như thế nào chứ? Mấy người đàn ông vạm vỡ không quan tâm những chuyện này, trực tiếp ra tay cùng đánh quyền cước. Nhưng mấy người bọn họ đối phó được Phan Lâm sao? Chỉ thấy một cánh tay của Phan Lâm nâng lên, đánh lên những người đàn ông vạm vỡ này, một lát sau, đám đàn ông vạm vỡ đều nằm trên đất, không ngừng gào thét, toàn bộ đều bị Phan Lâm quật ngã. Lý Cường vô cùng sợ hãi, nhìn Phan Lâm với vẻ khó mà tin tưởng được. "Cậu, sao cậu có thể làm được như vậy? Cậu biết võ từ khi nào thế?" "Tôi vẫn luôn luôn như vậy, chỉ là anh không biết mà thôi." Lý Cường, "Thực ra trong mắt của tôi, anh căn bản không xứng đối nghịch với tôi." Tôi lặp đi lặp lại nhiều lần, không tính toán với anh, là vì không muốn lãng phí thời gian trên người anh. Nhưng anh không ngừng trêu chọc tôi. Thật sự khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi thấy hôm nay vẫn nên cho anh chút giáo huấn cả đời khó quên thì hơn. Sau khi nói xong, Phan Lâm đi tới, đặt tay lên vai của Lý Cường, chuẩn bị dùng lực, phế bỏ một cánh tay của anh ta. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt truyền tới nếu anh làm anh ta bị thương tôi nghĩ hôm nay anh cũng có khả năng có giáo huấn cả đời khó quên đó nghe thấy thế phàn lầm nhao nhao nghiêng đầu chỉ thấy ở cửa có một người đàn ông đeo kính gòng vàng nhìn vô cùng lịch sự đi tới gương mặt của người đàn ông rất trắng ăn mặc khéo léo đôi mắt nhu hòa nhìn vô cùng có trí thức hiểu lễ nghĩa nhưng những lời anh ta nói không lịch sự chút nào anh chín anh chín nhanh cứu tôi với cứu tôi với Lý Cường vừa thấy người này thì như thấy được cọng sơm cứu mạng, liên tục kêu lên. Đừng nên khóc lóc kể lệ, khiến cho người ta cảm thấy phiền chán. Người đàn ông chăm điếu thuốc, bình tĩnh nhìn Phan Lâm. Buông tay, sau đó rời đi. Như vậy thì lúc anh đi cũng sẽ có thể diện một chút. Anh là ai? Phan Lâm hỏi. Tôi là người anh không có tư cách để biết. Người đàn ông bình tĩnh nói, lập tức buông anh ta ra. Đừng để tôi phát giận, chuyện này sẽ không có lợi đối với anh. Vậy sao? Phan Lâm hơi bất ngờ, chưa có ai dám nói với anh như vậy. Trái lại, Lý Cường tràn ngập dũng khí, tức giận hừ lạnh một tiếng, hét lên. Họ Phan, cậu có biết người này là ai không? Vị này là anh chín của nhà họ Đinh, cả đời này cậu chỉ có thể ngưỡng mộ, có biết không? Không biết. Phan Lâm trực tiếp lắc đầu, anh thật sự chưa từng nghe nói tới gia tộc nào nhà họ Đinh, nhưng mà người đàn ông không tức giận, lạnh nhạt nói. Anh chưa từng nghe qua, rất bình thường. Nếu anh nghe nói tới nhà họ Đinh tôi, có lẽ tôi phải kính anh ba phần. Sau khi nói xong, anh ta rủi tắt điếu thuốc trong tay. Bây giờ, anh có ba giây để rời khỏi đây. Trong ba giây anh còn chưa đi, tôi sẽ phế anh. Nghe rõ chưa? Hiện giờ là xã hội cai trị bằng pháp luật. Anh này, tôi không tán thành cái việc làm anh tự tiện sử dụng bạo lực. Nếu anh quyết định làm như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Phan Lâm không nhanh không chậm nói. Báo cảnh sát sao? Hiện giờ anh tự tiện xông vào nhà dân, cho dù anh báo cảnh sát, lý lẽ vẫn ở chỗ tôi. Cậu chủ này mỉm cười nói, đây là địa bàn của Dương Quang, là chỗ ở của Lâm Thần Y, khi nào thành của anh rồi? Đôi mắt của Phan Lâm nheo lại nhỏ giọng nói, Dương Quang đã bán cho chúng tôi rồi. Sao thế? Tôi còn phải lấy hợp đồng ra cho các anh xem sao? Anh Chín mỉm cười nói, bán cho các anh rồi sao? Phan Lâm trợn tròn mắt, thôi cho anh xem vậy. Anh Chín nhận lấy túi người bên cạnh đưa tới, lấy một phần văn kiện từ trong túi ra để ở trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm lập tức nhận lấy xem, một lát sau, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Đây là chúng tôi và Hàn Long tự mình ký. Thưa anh, anh còn có câu hỏi gì không? Anh Chín lạnh nhạt hỏi. Đúng là chữ ký của Hàn Long. Phan Lâm khàn giọng nói, tuy rất không muốn thừa nhận. Giấy trắng mực đen, chúng tôi cũng không lừa anh. Anh này, anh xâm nhập địa bàn của tôi, người này đã xâm hại quyền lợi và lợi ích cá nhân tôi tôi làm gì cậu cho dù cảnh sát tới đây tôi nghĩ cũng là tôi có lý đúng không anh chín lạnh nhạt nói đúng là thật như vậy tôi không nên kiên trì nữa tôi sẽ dẫn người rời đi phan lâm bình tĩnh nói thức thời cậu như vậy là làm đúng đó anh chín gật đầu phan lâm cậu nghĩ đây là nơi nào cậu muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao anh chín còn chưa có nói gì đâu lý cường không muốn tha cho phan lâm như vậy nhưng anh chín ngăn anh ta lại để anh ta đi đi lát nữa đội thi công sẽ tới đừng có gây chuyện kỳ hạn công trình tất phải hoàn thành đúng hạn nếu chậm trễ tôi không tiện bàn giao anh cũng không chịu nổi anh chín nói cường nghe thấy thế cúi đầu khom lưng dạ dạ anh chín phan lâm chuyển tô vũ nhi đến bệnh viện nhân dân thành phố khi đi ra khỏi cửa anh thấy bên ngoài có một lượng lớn máy móc xây dựng công trình lúc này sắc mặt càng âm trầm hơn đợi dàn xếp cho tô vũ nhi xong phan lâm lập tức gọi điện thoại cho hàn long nhưng mà gọi vài lần đều không có người nghe máy sao lại thế này chứ phan lâm nhớ rõ trước khi mình đến thôn dược vương đã khám và chữa bệnh cho hàn long theo lý mà nói hàn long sẽ khôi phục không ít nhận điện thoại hẳn là không thành vấn đề phan lâm liếc nhìn danh bà điện thoại lại nhanh chóng gọi điện thoại cho Huỳnh Lam, nhưng mà điện thoại của Huỳnh Lam cũng không gọi được. Thử gọi điện cho Thủy Bình Vân, một lát sau mới thông, nhưng người nói chuyện ở bên kia điện thoại không phải là Thủy Bình Vân mà là một giọng nữ xa lạ. "Chào anh, xin hỏi anh tìm ai? Thủy Bình Vân ở đâu? Cô là gì của Thủy Bình Vân?" Phan Lâm vội hỏi. "Cô Vân đang ở trong phòng phẫu thuật, hôm nay cô ấy được sắp xếp phẫu thuật. Tôi là thư ký của cô Thủy Bình Vân, anh tìm cô Vân có chuyện gì sao? Phẫu thuật sao?" Phan Lâm bất chợt ngẩn ra. Đang yên đang lành. Vì sao Thủy Bình Vân lại phải phẫu thuật chứ? Thưa anh, anh không biết sao. Hôm trước cô Thủy Bình Vân xảy ra tai nạn. Vết thương có vẻ nghiêm trọng. Mấy ngày này cô ấy liên tục làm ba cuộc phẫu thuật rồi. Tai nạn xe. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng. Sao lại trùng hợp như thế chứ? E rằng là do người ta cố tình gây ra. Người của thôn Dược Vương làm sao? Không có khả năng. Thôn Dược Vương đã không còn nữa. Nếu thực sự muốn trả thù, tìm Phan Lâm Anh là được rồi, cần gì phải ra tay với Thủy Bình Vân chứ? Chỉ sợ... là những người khác, rất có khả năng, là cô Sơn. Nhưng cô Sơn không cần thiết phải nhằm vào đám người dương quang mà. Đối nghịch với cô Sơn là Lâm Thần Y, lúc trước bên ngoài lan truyền tin Lâm Thần Y đã chết. Cô Sơn không cần phải đối nghịch với công ty của Lâm Thần Y sáng tạo ra khi còn sống. Dù sao thì liên minh cô Sơn căn bản là không có khả năng để mắt tới những công ty này. Đã như vậy, vậy thì là do ai làm đây? Hay là nói mọi chuyện chỉ là ngoài ý muốn? Phan Lâm cầm điện thoại, rơi vào trầm tư. Cho đến lúc này, một cuộc điện thoại đột nhiên gọi tới. Phan Lâm ngẩn ra. Tên hiển thị trên màn hình rõ ràng là khúc thịnh nghiêm. Anh vội vàng nghe máy. Chủ tịch Lâm, ở bên kia điện thoại là giọng nói kích động của Khúc Thịnh Nghiêm. Thịnh Nghiêm, có chuyện gì xảy ra thế? Vì sao tôi gọi cho Hán Long mà không được? Thủy Bình Vân còn vào bệnh viện nữa. Hơn nữa, sao mảnh đất học viện phái Nam Y lại bán cho người khác? Trong thời gian tôi rời đi đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm quát khẽ. Khúc Thịnh Nghiêm thở dài, khán giọng nói. Chủ tịch Lâm, sau khi cậu rời đi, mỗi ngày tôi đều gọi điện thoại cho cậu, nhưng trên cơ bản đều không có gọi được. Ở thôn Dược Vương chỗ đó không có tín hiệu. Thì ra là như thế. Chủ tịch Lâm, cậu không biết đâu, trong mấy ngày cậu rời đi, chúng tôi bị một đám người uy hiếp. Uy hiếp sao? Bọn họ tìm tổng giám đốc Long, yêu cầu tổng giám đốc Long chuyển nhượng một nửa cổ phần công ty và học viện phái Nam Y cho bọn họ. Bọn họ sẽ trả giá tương ứng, nhưng tổng giám đốc Long không chịu đồng ý, bọn họ liền bắt đầu điên cuồng trả thù chúng tôi bây giờ tổng giám đốc long được truyền tới nhà một bác sĩ tư nhân tĩnh dưỡng cô thủy bình vân và ông huỳnh lam lần lượt xảy ra tai nạn xe rất nhiều cấp cao của công ty dương quang đều gặp nạn không chỉ như vậy dương quang chúng ta cũng bị lượng lớn đối thủ cạnh tranh bao vây tấn công trong kinh doanh tình hình vô cùng thê thảm thiếu chút nữa công ty bị thu mua tổng giám đốc long vì bảo toàn công ty không thể không bán mảnh đất học viện phái nam y thủ tục còn là tôi đi làm Khúc thị nghiêm thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ và đau khổ. Nếu là ông đi làm, ông biết đối phương là ai, có đúng không? Nhà họ Đinh. Nhà họ Đinh nào? Nhà họ Đinh ở Yến Kinh. Yến Kinh sao? Phản lầm cho rằng mình nghe lầm rồi. Anh suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Tôi không nhớ rõ ở Yến Kinh có nhà họ Đinh. Yến Kinh có, nhưng nhà họ Đinh này không lớn, hơn nữa cũng khiêm tốn, cho nên không có mấy người chú ý. Chủ tịch Lâm chưa từng nghe tới thì rất bình thường thôi. Khúc Thịnh Nghiêm nhỏ giọng nói. Thực tế thì nhà họ Đinh này không có khả năng đối nghịch với Dương Quang của chúng ta. Dù sao thì Dương Quang chúng ta ở Yến Kinh cũng có chút mạng lưới quan hệ. Cho nên tôi đoán có khả năng nhà họ Đinh này là người đại diện. Nhất định là sau lưng bọn họ còn có một lực lượng khác. Người đại diện sao? Phan Lâm gật đầu. Hẳn là như vậy. Khúc Thịnh Nghiêm. Ông có thể điều tra ra không? điều tra ra, nhưng mà Khúc Thịnh Nghiêm muốn nói lại thôi, nhưng mà cái gì? Nhưng mà nhưng mà phía sau nhà họ Đinh có nhiều bóng dáng của công ty lớn xuyên quốc gia và tập đoàn tài chính xí nghiệp nổi tiếng trong nước, lực lượng vô cùng phức tạp, rốt cuộc là nhà họ Đinh chịu sự sai bào của người nào, chúng tôi căn bản là không thể kiểm chứng, Khúc Thịnh Nghiêm nói. Cái gì? Về mặt của Phan Lâm lạnh lùng, chủ tịch Lâm Tôi đoán chắc chắn là những tập đoàn tài chính trong nước cho rằng anh đã qua đời, cho nên nhân lúc cháy nhà mà chui vào, chia cắt dương quang của chúng ta, lúc này mới tự phát liên kết cùng với đối phó chúng ta, Khúc Thị Nghiêm nói, một khi đã như vậy, vì sao phải thông qua nhà họ Đinh ra tay, chẳng phải làm như vậy là điều thừa sao? Chuyện này, Khúc Thị Nghiêm không nói gì, chuyện này hẳn là không đơn giản như thế, Hàn Long ở đâu? Phan Lâm hỏi. Đang tính dưỡng trong một phòng khám ở phía nam Giang Thành Chủ quán đồng ý là ba vợ của Hàn Long Bởi vậy nên mới bí mật mà che giấu ông ta Lý Ai Vân thế nào rồi? Cô Ai Vân vẫn luôn luôn ở bệnh viện điều dưỡng Tuy cô Thủy Bình Vân xảy ra chuyện Nhưng bên chúng tôi sắp xếp mấy nữ trợ lý qua đó chăm sóc Đối phương không làm gì cô Lý Ai Vân Khúc Thịnh Nghiêm nói Xem ra đối phương không phải vì nhằm vào tôi Mà đơn thuần đến là vì Dương Quang Lập tức dẫn tôi đi tìm Hàn Long Vâng, Chủ tịch Lâm, cậu đi theo tôi. Hai người lái xe xuất phát tới phòng khám phía Nam Giang Thành. Phòng khám này mở ở trong Giang Thành mấy chục năm, trải qua đời thứ ba, ở Giang Thành cũng rất có danh tiếng. Chỉ tiếc là sau khi xuất hiện Lâm Thần Y, rất nhiều danh y ở Giang Thành không có người hỏi thăm nữa. Vì Lâm Thần Y quá chói mắt. Trong phòng khám trang trí rất cổ xưa, trước đây nơi này buôn bán nhộn nhịp, nhưng hôm nay cổng và sân yên tĩnh trên đường ngựa xe như nước, trong quán yên tĩnh không có tiếng động. Trong quán chỉ có một ông cụ Đông y ngồi dựa vào bàn ngủ gật. Khúc Thịnh Nghiêm bước nhanh đi vào, "Ông Thiệu, ông Thiệu." Khúc Thịnh Nghiêm gọi khẽ, không dám khiến ông cụ giật mình. Lúc này ông cụ mới rủi rủi mắt đứng dậy, "Ai thế? Đến khám bệnh sao? Không thoải mái ở chỗ nào?" Ông cụ vẫn còn buồn ngủ mơ hồ nói. "Ông cụ, là tôi, Thịnh Nghiêm đây." Khúc Thịnh Nghiêm vội nói, "Ờ uh... Thịnh nghiêm sao? Ông cụ thiệu giữ vững tinh thần nói. Sao cậu lại tới đây? Có chuyện gì sao? Ông cụ, cậu này muốn gặp Tổng Giám Đốc Long. Khúc thịnh nghiêm gián sát vào tay nhỏ giọng nói. Những lời này vừa vang lên, sắc mặt của ông cụ lập tức thay đổi, âm thầm hừ lạnh một tiếng, vội vàng xua tay nói. Tổng Giám Đốc Long cái gì cơ? Tôi không quen. Khúc thịnh nghiêm, cậu nói với cậu này, nếu cậu ta tới khám bệnh, ông cụ này sẽ khám cho cậu ta. Nếu cậu ta tới tìm Tổng Giám Đốc gì gì đó, thì tìm lầm chỗ rồi, tôi không biết. Ông cụ muốn bảo vệ Hàn Long nên làm bộ như không biết. Nhưng kỹ năng diễn của ông ta quá tệ, trái lại khiến cho người ta nghi ngờ. Khúc Thịnh Nghiêm có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể dán sát vào cái nói lần nữa. Vì này là Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm sao? Chủ tịch Lâm đó sao? Ông cụ sợ run lên hỏi. Dường quang chúng ta còn có Chủ tịch Lâm nào nữa? Khúc Thịnh Nghiêm hơi nghiêm túc nói toàn thân của ông cụ căng lên, đánh giá Phan Lâm từ trên xuống dưới, sau đó hừ lạnh nói: "Nghĩ ông già này không xem tin tức sao? Cho dù tôi chưa từng gặp chủ tịch Lâm, nhưng từng thấy trong tivi rồi, chủ tịch Lâm không phải như vậy. Có phải như thế này không?" Phan Lâm cầm kim châm cứu đâm vào cần cổ của mình, sau đó kéo châm ra, gương mặt của Phan Lâm ban đầu lập tức biến thành bộ dạng bác sĩ Lâm. Ông cụ thiệu trợn tròn mắt há miệng, đúng là chủ tịch Lâm sao? Nhanh, dẫn tôi đi gặp Hàn Long đi. Phan Lâm châm cứu một lần nữa, lại khôi phục gương mặt trước đây. Dạ, cậu Lâm, mời cậu đi bên này. Ông cụ thiệu lấy lại tinh thần, không dám rong dài nữa. Trong đôi mắt lộ vẻ khâm phục và kích động, chạy tới đóng cửa lại, dẫn Phan Lâm đi về sau nhà. Vì sao lại khẩn trương như thế? Phan Lâm cảm thấy khó hiểu, nhìn động tác của ông cụ hỏi. Lâm Thần Y không biết đâu, gần đây mỗi ngày đều có một đám người tới tìm tung tích của con rể tôi, mỗi ngày đều là hai ba lần, nếu như bọn họ biết Lâm Thần Y ở đây, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Lâm Thần Y. Ông cụ thiệu thở dài nói, ông cụ biết bọn họ là ai không? Không rõ lắm, nhưng rất lợi hại. Vậy sao? Ông cụ không cần phải lo lắng, đi xem tình hình của Hàn Long trước đi. Ba người xuyên qua một hành lang dài, đi tới một cái sân nhỏ yên tĩnh, mới nhìn thấy hàn long lúc này hàn long đang ngồi trên xe lăn phơi nắng hai chân bó thạch cao hai vai cắm kim châm cứu có chút nhàn nhã nhìn thấy văn lâm đi tới chén trà ông ta bưng lên hơi nghiêng đi nước trà nóng bỏng rơi xuống đũng quần đau tới mức ông ta gào khóc sao lại không cẩn thận như vậy ông cụ thiệu trách cứ hàn long cười xấu hổ sau đó vội vàng nói với văn lâm chủ tịch lâm cậu đã trở lại rồi đúng Phan Lâm gật đầu đánh giá Hàn Long một vòng. Lại có vết thương mới sao? Sao lại thế này? Người nào làm? Còn có thể là ai được nữa? Nhà họ Đinh ở Yên Kinh. Hàn Long cười khổ nói. Nhưng mà không phải bọn họ đánh. Mà là khi bọn họ tới bắt tôi. Tôi trốn đi. Không mày bị ngã. Không có gì đáng ngại cả. Bọn họ bắt ông sao? Về mặt của Phan Lâm âm trầm. Lá gan của nhà họ Đinh này hơi lớn rồi đó. Ngay cả người của thôn Dược Vương cũng không dám trực tiếp bắt người bọn họ dám làm như vậy sau lưng nhà họ đinh này rốt cuộc là thế lực gì đây thế lực rất lớn hàn long hít sâu một hơi khản giọng nói chủ tịch lâm nếu tôi đoán không sai có lẽ phái cổ trường cổ trường cổ cũng tham dự rồi sao phái cổ sao phan lâm hơi ngẩn ra dương quang chúng ta tranh đấu với thôn dược vương lập tức có thương tồn hai bên mà tổn thất của Dương Quang ta nặng hơn. Phái cổ muốn ngư ông đắc lợi trong cuộc tranh đấu này. Bọn họ nhân lúc hai bên đều tổn hại, muốn ra tay chiếm đoạt Dương Quang của chúng ta. Trước mắt, học viện phái Nam Y đã bị bọn họ lừa đi rồi. Trừ chuyện đó ra, bọn họ còn tốn số tiền lớn để đào đi không ít nhân tài ưu tú của Dương Quang chúng ta. Bọn họ vẫn luôn luôn có ý đồ thu mua công ty tổng của Dương Quang. Nhưng tôi không chịu bán, bọn họ liền cưỡng ép, dụ dỗ Tôi lo lắng bọn họ gây bất lợi cho tôi, cho nên tôi trốn tới chỗ ba vợ, tránh nạn. Hắn long thở dài, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Thì ra là thế, người của phái cổ sao? Phan Lâm cau mày. Tôi nhớ rõ, lúc trước khi tôi tiến hành quyết đấu y thuật với thôn Dược Vương, đúng là có thế lực khắp nơi tiếp xúc với tôi, cưỡng ép dụ dỗ tôi, muốn nhận được chút ưu đãi. Trong đó, phái cổ đã phái lã tiến vũ tới tiếp xúc với tôi, nhưng bị tôi từ chối, Tôi vốn cho rằng phái cổ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, không ngờ tới bọn họ sốt ruột như thế. Lại dám ra tay với Dương Quang trước tiên. Xem ra bọn họ thèm muốn Dương Quang của chúng ta lâu rồi. Chủ tịch Lâm, hiện giờ chúng ta hai mặt đều là địch, bên thôn Dược Vương còn chưa giải quyết, lại xuất hiện phái cổ, e rằng lần này Dương Quang của chúng ta sẽ gặp tai họa ngập đầu. Về mặt của hắn long mệt mỏi bất đắc dĩ, giận dữ nói. Hai lực lượng này đều là đỉnh phong ở trong nước. Tuy Dương Quang nổi tiếng, nhưng ở trước mặt hai lực lượng này thật sự là quá nhỏ bé rồi. Chuyện thôn Dược Vương đã được giải quyết, không cần lo lắng nữa. Bỗng nhiên Phan Lâm đáp lại một câu. Hắn Long và Khúc Thị Nghiêm cùng run lên. Cái gì? Giải quyết rồi sao? Chủ tịch Lâm, cậu không nói đùa đấy chứ? Hai người đều không tin. Hai người cảm thấy tôi là loại người thích nói đùa sao? Phan Lâm liếc mắt nhìn hai người một cái hai người đưa mắt nhìn nhau hắn long cẩn thận hỏi vậy chủ tịch lâm cậu cậu giải quyết như thế nào đạt thành hiệp nghị nào đó với bọn họ sao không phải tôi diệt thôn dược vương rồi phan lâm lắc đầu nói hai người lập tức hóa đá trợn mắt há miệng hơi thở dừng lại trái tim như muốn ngừng đập diệt sao diệt cả thôn sao đùa cái gì thế chứ đó là thôn dược vương đấy thực sự cho rằng chỉ là thôn trang bình thường sao hàn long đã kinh hãi tới mức không biết nên nói gì cho phải nhưng vẫn cho rằng mình nghe lầm rồi sau đó gượng cười nói chủ tịch lâm tôi không nghe rõ lắm cậu vừa mới nói diệt cả thôn có đúng không cậu nói diệt cả thôn là có ý gì chứ hàn long hình như đầu của ông không bị thương vì sao mấy chữ đơn giản như thế mà không hiểu rõ chứ tôi giết hết người của thôn dược vương rồi cho nên thôn dược vương sẽ không đến gây sự với chúng ta nữa hiểu chưa phan lâm cầu mày nói Nghe thấy thế, hai người hoàn toàn im lặng rồi. Trái tim của bọn họ đang đập điên cuồng, đầu óc trống rỗng. Bọn họ cần 10 phút để bình tĩnh lại tâm trạng rung chuyển mà luống cuống lúc này. Diệt cả thôn sao? Diệt tất cả thôn dược vương sao? Lâm thần y đã mạnh tới mức độ này rồi sao? Sao anh có thể làm được chứ? Người đàn ông này có thể xưng là người sao? Hàn Long và Khúc Thịnh Nghiêm đều nghĩ như thế. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã khóp nhặt không ít tư liệu về thôn Dược Vương, mà càng lúc thì càng biết thôn này bất phàm và cường đại cỡ nào. Dương Quang so với thôn này, tranh lệch quá lớn. Mà lúc này, Chủ tịch Lâm nói với mình, thôn Dược Vương bị anh diệt. Chuyện này giống như là một người nghèo rớt mùng tơi, đột nhiên đụng người khác nói, bạn chúng 17 tỷ rưỡi. Người nào cũng không thể lập tức tin tưởng, ngay lúc hai người đang chậm rãi tiêu hóa tin tức mang đến trùng kích, tiếng gõ cửa kịch liệt cắt ngang suy nghĩ của mọi người. Thầy, thầy, không hay rồi, bên ngoài có người tới. Một người học việc của phòng khám bước nhanh tới, hốt ha hốt hoàng kêu lên. Có người đến khám bệnh sao? Ông cụ thiệu cảm thấy kỳ lạ hỏi. Không phải, thầy, là đám người lúc trước, bọn họ đang gõ cửa, bảo tôi mở cửa, nói là không mở, họ sẽ phá cửa xông vào. Người học việc hoàng sợ nói. Còn ra cái thể thống gì? Ông cụ thiệu giận dữ, đập bàn nói. Bàn ngày ban mặt, bọn họ còn vương pháp không? Đi, ra mở cửa, sau đó báo cảnh sát trước mặt bọn họ. Tôi không tin bọn họ dám đập bề quán, đập bề bao nhiêu, bọn họ phải bồi thường bấy nhiêu cho tôi. Bà vợ, đừng kích động, còn thấy nên đóng cửa trốn đi. Hàn Long vội nói, chuyện này làm thế sao được? Tránh được nhất thời, không trốn được một đời. Sớm muộn gì thì ba cũng phải đối mặt ông cụ thiệu không nhịn được nữa ông cụ tôi đi theo ông xem phan lâm lạnh nhạt nói chủ tịch lâm chuyện này hàn long ông ở đây dưỡng thương đi chuyện kế tiếp để tôi xử lý phan lâm nói xong đi thẳng tới cổng nên để cho bọn họ biết người nào đã trở lại rồi cửa phòng nhanh chóng được mở ra một đám người xông vào phòng khám các cậu muốn làm cái gì ông cụ thiệu lập tức quát hỏi Người cầm đầu là một người đàn ông tóc húi cua, đeo kính dầm. Anh ta ngậm điếu thuốc, nhìn vô cùng hung hãn. Ông già, người đâu? Nhanh nói đi, đừng có chậm chế thời gian của tôi. Kiên nhẫn của tôi có hạn đó. Người đàn ông nhả ra một vòng khói nói. Các cậu nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Nếu các cậu tới khám bệnh, vậy thì nói cho tôi biết các cậu không thoải mái ở chỗ nào. Nếu các cậu tới quấy rối, vậy thì mời các cậu nhanh chóng rời đi. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Cảm xúc của ông cụ thiệu kích động nghiêm túc quát Báo cảnh sát sau Ông già, ông quá nhạy cảm rồi đó Được thôi, nếu ông đã không chịu giao người Vậy thì đừng có trách chúng tôi không khách sáo Người đàn ông ném màu thuốc lá xuống đất Cười mỉa nói Cậu muốn làm gì? Báo cảnh sát, nhanh báo cảnh sát Ông cụ thiệu vội vàng nói với đồ đệ bên cạnh Người học việc vội vàng lấy di động ra Nhưng bị người đàn ông kia đoạt lấy Báo cảnh sát cái gì chứ? Chúng tôi tới khám bệnh Người đàn ông hừ lạnh nói Khám bệnh sao? Ông cụ thiệu dừng sốt Phan lầm ở bên cạnh cũng hơi nhíu mày Cơ thể của chú tôi không được khỏe lắm Làm phiền ông khám bệnh giúp chú tôi Yên tâm đi Khám mất bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ trả Người đàn ông mỉm cười Nghiêng đầu Người bên cạnh lập tức dẫn một người đàn ông trung niên Mặc áo kiểu tôn trung sơn Đeo kính dâm đi vào Biểu cảm của người đàn ông rất nghiêm túc Trực tiếp đứng trước mặt của ông cụ thiệu Ông cụ thiệu hơi ngần ra đánh giá người đàn ông này từ trên xuống dưới. Thật sự không biết người này có vấn đề gì. Mời ngồi. Ông cụ thiệu biết đây là quỳ kế của đối phương. Nhưng mình làm nghề y nhiều năm như thế. Sẽ không từ chối. Đối phương nói có bệnh. Dù thế nào thì ông ta cũng phải khám. Người đàn ông trung niên không nói một lời. Ngồi trên ghế. Không thoải mái ở chỗ nào. Ông cụ thiệu nâng cánh tay của đối phương lên. Vừa khám mạch vừa hỏi. Toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói Vậy sao? Ông cụ thiệu hơi bất ngờ, nghiêm túc bắt mạch Một lát sau, sắc mặt của ông ta thay đổi Mạch tượng này... Sao có thể? Thầy, thầy làm sao vậy ạ? À? Người học việc ở bên cạnh tiến lên phía trước Phan Lâm cũng lập tức nhìn lại Quá rối loạn, quá rối loạn Tôi chưa bao giờ thấy mạch tượng loạn như thế Trên mặt của ông cụ thiệu đều là kinh hãi Ông cụ, tôi còn có thể cứu chữa được không? Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói mạch tượng loạn như thế cần dùng kim châm cứu ổn định sau đó lại quan sát tìm ra nguyên nhân bệnh cậu này làm phiền cậu vén tay áo lên để tôi châm cứu giúp cậu ông cụ thiệu nói được người đàn ông trung niên cũng vô cùng phối hợp trực tiếp sắn tay áo lên ông cụ thiệu nghiêm túc châm cứu động tác rất cẩn thận cũng rất nghiêm túc khiến cho người ta không tìm ra được chút khuyết điểm nào dù sao thì cũng làm nghề y vài chục năm rồi tất nhiên là có kinh nghiệm bà trầm trầm xuống càng hoàn mỹ hơn người học việc ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra. nhưng một giây sau bỗng nhiên người đàn ông trung niên há to miệng phun ra một ngụm máu tươi gương mặt đột nhiên trở nên trắng xanh người học việc trợn tròn mắt ông cụ thiệu lại càng trợn tròn mắt hay cho cái tên lăng băm này ông đã làm gì chú tôi người đàn ông bên cạnh giống như biết được điều gì vội vàng tiến lên nắm lấy áo của ông cụ thiệu phẫn nộ gào thét tôi tôi không làm gì cậu ta mà Tôi, tôi chỉ dùng kim châm cứu ổn định lại mạch tự của cậu ta, muốn muốn tiến thêm một bước kiểm tra thôi." Ông cụ Thiệu hơi luống cuống vội vàng nói, "Kim châm cứu sao?" Người đàn ông kia rút cây kim châm cứu trên cánh tay của người đàn ông trung niên ra, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên đôi mắt tròn xoe vô cùng phẫn nộ quát, "Vậy mà ông hạ độc sao? Ông muốn giết người sao?" "Cái gì? Hạ độc sao? Chuyện này, chuyện này là sao chứ? Tôi là bác sĩ, chỉ biết cứu người." Hơn nữa tôi không quen các cậu Vô duyên vô cớ tôi hạ độc để làm cái gì Ông cụ thiệu mơ hồ vội vàng giải thích Ông nói ông không hạ độc Vậy trên kim châm cứu là cái gì đây Người đàn ông cầm lấy kim châm cứu Để trước mặt của ông cụ thiệu Chỉ thấy trên kim châm cứu kia Xanh mướt đúng là đã bị bôi độc Sao có thể như vậy chứ Ông cụ thiệu ngây ra như phỗng Ông già toàn bộ quá trình chữa bệnh của ông Người của chúng tôi đã quay lại rồi phòng khám này của ông căn bản là phòng khám hại người. Chúng tôi nhất định giao video này cho tòa án, giao cho cảnh sát, khiến cho người ta biết được rốt cuộc ông là bác sĩ lừa đảo thế nào. Ông nhất định sẽ thân bại danh liệt. Người đàn ông chửi bệnh. Chuyện này, chuyện này... Tôi không lừa người khác. Tôi thật sự không biết vì sao trên kim châm cứu lại có độc. Tôi không rõ lắm. Ông cụ thiệu sốt ruột. Còn người ông ta xem trọng mặt mũi nhất. Nghĩ tới mình sắp thân bại danh liệt, danh dự tích góp nhiều năm qua, sắp bị hủy hết. Nước mắt của ông ta lập tức tung hoành, lông lay sắp đổ, không tiếp nhận được sự thực này. Người đàn ông thấy thế, trong mắt lóe lên chút vui mừng, vội vàng thừa thế nói. Ông già, nếu ông không muốn chúng tôi đi tìm cảnh sát, chỉ cần ông ngoan ngoãn phối hợp với tôi. Giao con rể hàn long của ông già, chuyện này chúng tôi sẽ coi như là chưa từng xảy ra. Video clip này chúng tôi cũng có thể giao cho ông. Ông thấy như thế nào? Nằm mơ! Ông cụ thiệu lấy lại tinh thần, biết được chuyện này là đối phương giờ trò. Lúc này ông ta chửi ẩm lên. Tuy ông già tôi yêu quý thanh danh, nhưng chuyện này tôi còn phân được ai phải, ai trái. Tôi nói rõ, cho dù ông già này không còn tính mạng, cũng sẽ không giao con rể cho mấy người đâu. Thủ đoạn ác độc này của mấy người, đừng mong thực hiện được, chết tâm đi những lời này vang lên người đàn ông giận tím mặt lão già chết tiệt rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt được rồi một khi đã như vậy vậy thì đừng có trách chúng tôi nữa đi lập tức đi báo cảnh sát niêm phong phòng khám này sau đó chúng ta lại tìm phóng viên đang tin chuyện này lên tôi muốn ngày mai trên facebook các tin tức đầu đề đều là phòng khám này còn có lão già này nữa người đàn ông tức giận chửi vậy được mọi người quát mấy người mấy người Ông cụ Thiệu tức tới mức toàn thân phát run, cảm xúc kích động ôm ngực, người sắp ngã xuống. "Thầy." Người học viên vội vàng đỡ lấy ông ta, người đàn ông cười mỉa dẫn người xoay người định rời đi, nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt truyền tới. "Đợi một lát." Mọi người dừng bước, chỉ thấy Văn Lâm không nhanh không chậm tiến lên phía trước nói, "Thực ra chất lỏng màu xanh lục trên cây kim châm cứu kia không phải là độc tố, mà là một loại thuốc trong phòng khám của chúng tôi." sao các người lại coi nó thành độc tố chứ các người bịa đặt như thế vậy thì báo cảnh sát đi đợi cảnh sát đến đây chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng các người đang vu oan hãm hại phòng khám của chúng tôi những lời này vang lên lập tức khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng khám đều đang cảm thấy mơ hồ các bạn vừa nghe xong tập số 148 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Thần đi ở rẻ tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. ดินต่าง biệt และเห็นกับแล้ว